giờ sao đây? Giờ sao đây? Giờ sao giờ sao đây? Buổi sáng tỉnh giấc anh thường uống cà phê để làm thấy sảng khoái. Vừa nhấp phải hớp anh cảm thấy bụng nhói. Chắc là sẽ có chuyện gì đó đây. Trời đất bắt đầu như cuồng quay, anh phải bước ngay vào đây. Mình anh ở đây sao tìm em chẳng thấy. Ôi một cảm giác trong lòng rối bời. Tâm trí anh hao gầy bởi anh nhìn quanh chẳng tìm thấy nướng hay là giấy. Cà phê buổi sáng là thời khắc ta thấy yên bình, và rồi mọi thứ vụt tắt khi cơn đau bắt anh phải riêng mình. Trong bốn bức tường như cảm giác như đang ở thiên đường, cơ bụng co thắt thả rồi bắt đôi lúc phải nghiêng mình. Mọi thứ được trôi chảy nè, xả hết cái cối xây, cơn đau quằn quại cái bụng nằm hại đã được thổi bay. Nhưng cuộc sống đổi thay khi anh tìm em mà không thấy, lần này là chết. Ở đây không có nước cũng không có giấy. Buổi sáng tỉnh giấc anh thường uống cà phê để làm thấy sảng khoái. Vừa nhấp vài hớp anh cảm thấy bụng